Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Cây Kiển của tôi. Và hôm nay là ngày 24 tháng 7. Thì hôm nay con có lên cái clip này, nói chung là giới thiệu và giao lưu mấy cây linh sam song hình dáng trực. Và những cây này hiện tại là bên vườn con đang bán với một mức giá thì con thấy giá rất là mềm so với lúc trước. Và cô chú anh chị mình xem và tham khảo, nếu như thấy ok, giá nó hợp lý thì cô chú anh chị mình liên hệ ủng hộ con ha. Đa số những cây phôi này là dáng trực và được trồng ở ngoài đất thì hiện tại đã bứng vô một cái bầu như thế này. Nó cho dù cây bị nước mưa, nó xói như thế này nhưng mà nó vẫn sống và phát triển bình thường. Đó, xanh lè xanh lét luôn chứ không có vấn đề gì hết nha cô chú. Và những cây này thì nói chung là bán với một mức giá rất là mềm và rất rẻ luôn rồi nha cô chú anh chị. Chứ năm trước những cây phôi này là 200 mấy 300 ngàn một phôi á. Rồi thì cũng như cây này là cây đầu tiên con lên với mã số là 33B. Thì cây này á, hồi nãy con mới đo là hoành 17. Nói chung là lên clip đầu tiên để bán mấy cây phôi này với một mức giá rất là mềm thì cây đầu tiên con cũng để giá mềm luôn là 80.000 cho mã số 33B. Đó, cây rất là ok ha. Chi tàn hiện tại đang rất là khỏe. Còn sát một bên là cây mã số là 34B. Hiện tại con đang bán và giao lưu với giá là 85.000. 34B là giá 85 ha. Đó. Tiếp theo là cây 35B. 35B hiện tại con đang bán là 75.000. Giá này là chưa có bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Đó, 35B. Tiếp theo là cây 36B có giá là 85.000. Cô chú anh chị mình xem và tham khảo, nếu như thấy cây nào ok, giá hợp lý thì liên hệ cho con ha. Đó. Con quay lại một cặp 33 và 34 nha. Con quay tổng thể như vậy cô chú anh chị mình xem và tham khảo. Tiếp theo là cây 37B. 37B và 38B. Đó. 80.000 cho cây mã số 37B. Tiếp theo là 38B giá 85.000. Cây hiện tại đang phát triển rất là ok. Tiếp theo là cây mã số 39B giá 85.000. Giá quá mềm luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 40B có giá là 85.000. Rồi, thì con đã lên xong là 8 cây phôi linh sam song hình. Thì cô chú anh chị mình xem và tham khảo, nếu như thấy cây nào ok, giá nó hợp lý thì cô chú anh chị mình liên hệ ủng hộ con ha. Rồi, con xin mến chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ con trong thời gian qua rất là nhiều. Rồi, con xin kết thúc và tạm dừng video tại đây ạ.